đang làm gì chăm chú vậy? Dạ, đừng nói là đọc thư của fan hâm mộ nghe. Chị đúng phân nửa thôi cô, em đang đọc thư của fan hâm mộ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Nhưng mà trước khi đọc thư thì mình ra mình chào khán giả. Dạ. Đầu bếp Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đầu thư của khán giả thế nào đó em đọc cho cô nóng ruột quá rồi. Dạ. Cô ơi, chị khán giả ngày hôm nay viết như sau. Tuần sau mẹ tôi có khách là cặp vợ chồng bạn thân của mẹ từ ngoài Bắc vào chơi. Mẹ quý hai người bạn lắm nên dịp hai vợ chồng bác ấy vào chơi với gia đình tôi định bụng sẽ làm một mâm cơm thật ngon để đãi khách. Có điều thú thật là tôi không rành các món ăn Bắc lắm nên muốn nhờ đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hướng dẫn món ăn đúng chất Bắc, bổ dưỡng và lạ miệng để tôi có thể đãi khách và làm mẹ tự hào về con gái nhé. Món Bắc hả? Cũng được, cô sẽ thực hiện ngay một cái món ăn miền Bắc với nguyên liệu mà người Bắc rất là thích sử dụng thôi. Đó là nguyên liệu gì vậy cô? Một nguyên liệu rất là bổ dưỡng là con nhộng, đặc biệt là người miền Bắc thì rất là thích sử dụng nguyên liệu này. Như vậy quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi vào bếp và thực hiện món nhộng xào bông hẹ. Để thực hiện món nhộng xào bông hẹ thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 200g con nhộng, 150g bông hẹ, 100g cà rốt, củ hành tím băm, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ sơ chế nguyên liệu. Nhộng mua về thì chúng ta rửa sạch và để ráo. Nhưng mà Kim Thảo biết là chúng ta phải chọn nhộng như thế nào cho ngon không nè? Dạ, theo kinh nghiệm của em thì mỗi lần em đi chợ em sẽ chọn những con nhộng mà mập mập to to. Đúng không? Cũng không hẳn đâu. Khi mà mua nhộng thì quý vị khán giả chọn những con nhộng mà có màu sáng và đặc biệt là còn nguyên vẹn, không bị vỡ nát. Đó là những con nhộng ngon. Bây giờ các nguyên liệu là bông hẹ nè. Thì bông hẹ chúng ta sẽ bỏ bớt cái phần gốc già đi và chúng ta sẽ cắt khúc khoảng chừng từ 4 đến 5 cm. Dạ. Kế đó là chúng ta sẽ cắt đến phần cà rốt. Chúng ta sẽ cắt lát mỏng nha. Xong rồi sau đó đó thì mình sẽ cắt sợi trở lại. Cô sẽ cắt răng cưa những cái phần cà rốt này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo và chúng ta sẽ cho phần nhộng này vào trước tiên. Thông thường thì tất cả những món xào thì người ta thường hay cho dầu vào, nhưng mà đặc biệt đối với cái món nhộng xào bông hẹ này thì chúng ta cho nhộng vào và chúng ta chỉ rang thôi chứ chúng ta không xào. Và chúng ta cho thêm vào khoảng một muỗng canh hành tím băm. Khi mà rang nhộng với lại hành tím băm này giúp cho cái món ăn của chúng ta nó có mùi thơm nha. Và bây giờ thì mình sẽ nêm gia vị vào. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh nước mắm. Chúng ta đảo đều và bây giờ chúng ta thêm một muỗng cà phê đường nữa. Quý vị khán giả, khi mà xào nhộng thì chúng ta cho nhộng vào rang trước với lại cái phần hành tím băm và chúng ta lần lượt nêm các loại gia vị vào. Thì như vậy gia vị sẽ thấm vào trong cái phần nhộng, đồng thời là nhộng có cái mùi vị thơm ngon và đặc biệt là cái lớp vỏ bên ngoài của con nhộng nó không bị sơ cứng. Chúng ta ăn sẽ cảm thấy rất là ngon. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là rang nhộng trước với hành và gia vị, giúp cho nhộng thấm gia vị cũng như là thơm hơn và sẽ không bị chai phần vỏ. Tiếp tục cho phần cà rốt và phần hẹ vào. Dạ. Chúng ta đảo sơ qua một chút xíu nè. Cô tiếp tục cho hết cái phần bông hẹ còn lại vào. Vậy là món này của mình tuyệt đối là không dùng dầu luôn hả cô? Thông thường là đối với cái món nhộng rang của người miền Bắc á, thì sau khi mà đã rang cái phần nhộng với gia vị xong rồi thì người ta sẽ cho một ít dầu vào, nhưng cho vào ở giai đoạn cuối để tạo nên cái độ bóng cho con nhộng. Nhưng đối với món ăn này của chúng ta đó thì quý vị khán giả sẽ xào chung với lại phần bông hẹ và cái phần cà rốt để cho chín phần bông hẹ và cà rốt. Kế đó là chúng ta sẽ không cho dầu mà quý vị khán giả sẽ sử dụng khoảng một muỗng canh sốt mayonnaise mayo chúng ta cho vào giai đoạn cuối thì sẽ tạo nên độ bóng và đẹp cho con nhộng. Và món nhộng xào của chúng ta sẽ rất là ngon và có hương vị đặc biệt hơn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là vào giai đoạn cuối thì hãy cho thêm sốt mayonnaise aji mayo vào để cho món ăn này có độ bóng và đẹp mắt hơn. Và bây giờ cô sẽ cho một muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo và cô đảo đều một lần nữa. Chúng ta tắt bếp và xóc đều cái phần này lên. Dạ, thơm quá. Wow. Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ rắc thêm một ít tiêu nè và cho thêm một cái nhánh ngò rí vào nữa là xong.
Bây giờ là đến phần của Kim Thảo nha. Dạ. Rồi, em cảm ơn cô. Thiệt là lạ đó cô. Bình thường em ăn các món nhộng thì em chỉ nghe là nhộng rang nó bùi bùi, nó mặn mặn. Nhưng hôm nay thì món nhộng của cô cũng bùi bùi. Rồi bên cạnh đó nó còn có vị béo béo nữa của sốt mayonnaise ajimeyo nè. Rồi lại kết hợp với bông hẹ và cả cà rốt nữa, giúp cho món ăn này nó cảm thấy có một cái vị rất là lạ. Và cô có biết không, em chắc chắn là ngày hôm nay chị khán giả mà có yêu cầu ở đầu chương trình là món nhộng xào bông hẹ để đãi cho vợ chồng bạn của mẹ mình thì chắc chắn sẽ được điểm tối đa. Quý vị và các bạn thân mến, hãy bổ sung món nhộng bổ dưỡng vào trong thực đơn hàng ngày của chúng ta nha. Bởi vì nhộng rất là ngon và kèm theo đó là món ăn ngày hôm nay cũng rất là lạ nữa, nhộng xào bông hẹ. Và trước khi chia tay thì xin cho Kim Thảo được nhắc lại những cách thức để quý vị có thể kết nối với chương trình. Đó là hãy gửi thư về cho chúng tôi ở địa chỉ là số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị cũng có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Và cách thức cuối cùng đó là truy cập vào trang web mongonmoingay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Diệu Thảo cùng với Kim Thảo xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.